Minh Khoa đã cho Tự Do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là thời sự ngày 7 tháng 10 năm 2024. Mỹ đánh thuế chống trợ cấp với pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam. Việt Nam, Pháp ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hơn 8.000 người chết do tai nạn giao thông trong 9 tháng qua tại Việt Nam. Giải Nobel Y sinh 2024 thuộc hai nhà sinh học phân tử Hoa Kỳ nghiên cứu microRNA. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa ban hành mức thuế trợ cấp sơ bộ với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Tờ bnews.vn trong ngày 6 tháng 10 cho biết, mức thuế trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được xác định theo 4 mức khác nhau. Cụ thể, công ty Boviet Solar Technology Co. Ltd. 0,81% đạt mức tối thiểu de minimis và coi như mức thuế là 0%. Công ty trách nhiệm hữu hạn JA Solar Việt Nam và các công ty thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn JA Solar PV Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn JA Solar NE Việt Nam 2,85%. Ngoài ra, 4 công ty gồm công ty GEP New Energy Limited Company, HT Solar Việt Nam Limited Company, Shengtian New Energy Vina Co. Limited và Vietnam Green Energy Commercial Services Company Limited 292,61%, các công ty còn lại 2,85%. Vụ việc này đã được DOC khởi xướng điều tra từ ngày 14 tháng 5 năm 2024 theo yêu cầu của Liên minh Ủy ban Thương mại sản xuất pin năng lượng mặt trời Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước cho biết, trong ngày 6 tháng 10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp AFD Philippe Ollion đã chính thức ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên dự định hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa, công tác quy hoạch để tạo thuận lợi cho chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai, thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Tại buổi ký kết, phía Pháp bày tỏ sẵn sàng huy động nguồn lực để tài trợ cho việc đầu tư sửa chữa, cải tạo cầu Long Biên sau nghiên cứu vì cho rằng đây là biểu tượng mạnh mẽ cho mối quan hệ gắn kết đặc biệt giữa Pháp và Việt Nam. Bộ trưởng Thắng cũng cảm ơn AFD đã cung cấp vốn vay cho các dự án phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam và hy vọng với sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của AFD, dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội sẽ sớm đưa vào vận hành chính thức đoạn trên cao, theo như kế hoạch đề ra cuối năm 2024. Có 8.045 nạn nhân chết do tai nạn giao thông trên cả nước Việt Nam trong 9 tháng qua. Số liệu vừa nêu được Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024. Số nạn nhân chết vừa nêu là trong hơn 17.200 vụ tai nạn giao thông và số bị thương trong các vụ này trên 13.160 người. Trung bình mỗi ngày tại Việt Nam trong 9 tháng qua xảy ra hơn 60 vụ tai nạn giao thông, khiến 29 người tử vong và gần 50 người bị thương. Giải Nobel Y sinh năm nay thuộc về hai nhà sinh học phân tử Hoa Kỳ là Victor Ambros và Gary Rufkin. Nhờ vào công trình phát hiện ra microRNA và vai trò của microRNA trong quá trình điều hòa gen. Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vào chiều ngày 7 tháng 10 công bố giải như vừa nêu. Khám phá của hai nhà sinh học phân tử Victor Ambros và Gary Rufkin đang chứng minh được tầm quan trọng cơ bản đối với các cách sinh vật phát triển và hoạt động. Từ năm 1901 đến nay, 114 giải Nobel Y sinh đã được trao cho 227 người nhận giải. Số tiền cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển, tương đương chừng 1 triệu đô la Mỹ. Bà Ugra Zia, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Hoa Kỳ, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 30, 11 tháng 5 năm 1994, 11 tháng 5 năm 2004, diễn ra ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, trong ngày 14 tháng 5, nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới. Bà cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc
khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo, v.v. Tiếp tục có nhiều báo cáo về các vụ chính quyền bắt giữ, hành hung, câu lưu, hạn chế đi lại, cũng như tịch thu và phá hủy tài sản của tín đồ các tổ chức tôn giáo không được chính phủ công nhận hoặc không đăng ký. Như nhiều người trong số các bạn đã biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã chỉ định Việt Nam là một quốc gia trong danh sách theo dõi đặc biệt vì đã thực hiện hoặc dung túng cho những hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Vấn đề đàn áp xuyên quốc gia cũng là nội dung được đề cập trong bài phát biểu của bà Ukra. Một ví dụ điển hình được bà nêu ra là vụ ông Đường Văn Thái bị bắt cóc vào tháng 4 năm 2023 khi đang xin tị nạn ở Thái Lan. Bà Ukra kết luận. Đây chỉ là một trong những ví dụ gần đây nhất về đàn áp xuyên quốc gia được báo cáo. Hoa Kỳ sẽ sát cánh và hỗ trợ những người bị nhắm tới bởi các hành động đàn áp xuyên quốc gia. Đồng thời, chúng tôi cam kết thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với những chính phủ thủ phạm. Có mặt tại buổi lễ này, bà Bay Phan, Chủ tịch Đại Á Châu Tự Do cũng khẳng định tình hình tự do báo chí tại Việt Nam không được đảm bảo. Bà Bay Phan cũng nhắc đến 4 nhà báo là blogger của Ban Tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do đang bị giam giữ, gồm các ông Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Trương Duy Nhất và gần đây nhất là ông Nguyễn Vũ Bình. Đại diện ban tổ chức buổi lễ, bà Destiny Nguyễn cho rằng chính vì tình trạng nhân quyền Việt Nam tồi tệ như các khách mời đã nêu trên nên cộng đồng người Việt ở hải ngoại càng phải lên tiếng và vận động nhiều hơn để cải thiện nhân quyền cho Việt Nam. Ngày mai đó là chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi vận động đến với các văn phòng của thượng nghị sĩ cũng như dân biểu và có một cuộc gặp gỡ riêng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nói về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.